Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền của nền kinh tế. Thời gian qua, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thử sức, cộng đồng khởi nghiệp Quảng Ninh không ngừng đổi mới về tư duy, phương pháp, ý tưởng để biến những trở ngại thành sự thành công. Từ đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp đã không chỉ làm giàu cho chính mình mà còn giải quyết việc làm cho lao động, đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Xuất thân là nhân viên kỹ thuật xe máy, sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm cộng với đam mê khởi nghiệp, năm 2016, anh Giáp đã thành lập công ty cổ phần ô tô xe máy GPA chuyên kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng xe máy các loại trên địa bàn huyện Vân Đồn. Để phát triển công ty, anh Giáp đã cùng đội ngũ nhân viên thực hiện nhiều giải pháp nâng cấp chất lượng dịch vụ, chính sách bán hàng linh hoạt, khai thác thị trường đẩy mạnh quảng bá. Đến nay, công ty đã đạt được doanh thu ổn định và mở thêm các cửa hàng tại Cẩm Phả và Tiên Yên, mỗi năm bán được khoảng 2.000 xe máy, tạo việc làm ổn định cho 30 lao động với mức thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Tiếp trên cái đà bước đầu mình thành công thì mình cũng mạnh dạn để triển khai thêm một số cái lĩnh vực khác, thêm một hạng mục nữa, tức là về bên lĩnh vực ẩm thực. Hiện tại thì công ty đang kết hợp với một số đối tác để mở thêm một chuỗi nhà hàng chuyên về đồ nướng Hàn Quốc. Năm 2023, mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiều thanh niên Quảng Ninh đã nhanh nhạy nắm bắt định hướng của tỉnh để phát triển kinh doanh, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để đưa công nghệ số vào hoạt động kinh doanh hay khởi nghiệp từ chính sáng tạo công nghệ số. Chúng tôi đã xác định một mục tiêu là sẽ phát triển cái doanh nghiệp dựa trên cái hướng đi mới, là cái hướng đi gọi là về không lặp lại những dịch vụ sẵn có thị trường, không cạnh tranh với doanh nghiệp đang hiện hữu, mà chúng tôi sẽ tập trung vào để xây dựng hệ thống giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin quản lý mới, đem đến một cái phương pháp mảng mới cho khách hàng. Toàn tỉnh hiện có 14 câu lạc bộ khởi nghiệp với gần 500 thành viên tham gia. Sau nhiều năm hoạt động đã tạo thành hệ sinh thái đa dạng với nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, qua đó luôn sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để cùng thành công. Thời gian tới thì chúng tôi cũng tập trung vào cho các cái hoạt động. Thứ nhất là hỗ trợ cho các cái thành viên, tập trung cho các cái hoạt động đào tạo để cho các cái thành viên của các câu lạc bộ địa phương, các bạn có nắm thêm được nhiều cái kỹ năng, cái kiến thức cũng như là hiểu thêm được nhiều về những cái quá trình hoạt động kinh doanh, cũng như là phải xây dựng được cho cái doanh nghiệp của mình có những cái nền tảng cơ bản, và bắt đầu để cho những cái đó là cái dựa trên để các bạn phát triển nó bền vững. Với nhiệt huyết và hoài bão của tuổi trẻ, cộng thêm những động lực từ sự phát triển của tỉnh và tại các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi giúp các thanh niên có cơ hội khởi nghiệp và khởi nghiệp thành công, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Dưới sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của cấp ủy chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2023, toàn ngành thuế Hải Phòng thu đạt 43.466 tỷ đồng, đạt 138,7% dự toán Trung ương giao, 102,3% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao, bằng 117,5% so với thực hiện năm 2022. Trong đó, riêng quý 4 năm 2023, số thu đạt 21.653 tỷ đồng, bằng 211% so với cùng kỳ. Đây là quý có số thu cao nhất trong nhiều năm gần đây, đặc biệt số thu trong tháng 12 vượt 966 tỷ đồng so với số ước. Để đạt kết quả đó, ngay từ đầu năm, Cục Thuế thành phố đã giao chỉ tiêu cho các phòng thanh tra kiểm tra, các chi cục thuế tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào các ngành lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, kê khai không đủ thuế,
có dư địa thu lớn, bất động sản, giao dịch liên kết, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, tăng cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế hóa đơn. Đạt được cái kết quả trên thì ngoài cái sự lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy, hội đồng dân, ủy ban dân thành phố, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, nhưng có cái sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm rất cao của gần 900 cán bộ công chức. Thì chúng tôi đã quyết tâm thu những cái tháng cuối năm, có thể nói là đã đạt được một cái thành tích. Và đây là cái bài học có thể nói là đã đưa cái kết quả thu ngân sách hoàn thành được cái nhiệm vụ của năm 2023. Với việc triển khai quyết liệt các giải pháp nêu trên, năm 2023 toàn ngành đã thực hiện hiệu quả toàn diện về công tác thanh tra kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, thực hiện hơn 2.000 cuộc thanh tra kiểm tra, đạt 102% về chỉ tiêu số lượng. Tổng số tăng thu ngân sách nhà nước qua thanh tra kiểm tra là 419 tỷ đồng, giảm lỗ 425 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế là 28 tỷ đồng. Cục thuế thành phố cũng đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ người nộp thuế phục hồi sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời các trường hợp người nộp thuế được gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế không tính tiền chậm, miễn tiền chậm nộp, xóa nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các nghị quyết, nghị định của Quốc hội, Chính phủ. Đồng thời động viên doanh nghiệp nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Tính đến ngày 31 tháng 12, toàn ngành đã ban hành hơn 2.800 lượt quyết định cưỡng chế nợ thuế với số tiền nợ thuế là 8.674 tỷ đồng. Kết quả đã thu hồi nợ của năm trước chuyển sang là 4.530 tỷ đồng. Những ngày đầu năm 2024, Chính phủ đã quyết định ban hành riêng Nghị quyết số 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết là sự động viên kịp thời với cộng đồng doanh nghiệp cũng như nhân lên niềm tin của doanh nghiệp với Chính phủ. Khách hàng liên tục hạ giá và kiểm soát rất ngặt nghèo về vấn đề chất lượng, dẫn đến năng suất thấp, người lao động không có động lực làm việc. Vì vậy, trong năm 2024, doanh nghiệp này rất mong nhận được sự hỗ trợ về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ an sinh cho người lao động và tạo điều kiện thuận lợi để vượt qua khó khăn, phục hồi phát triển. Mình sớm mà vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này thì rất là cần có thể là được tiếp cận được cái nguồn vốn hỗ trợ, được nguồn vốn ưu đãi, hoặc là có thể là giãn được những cái, ví dụ như là với cái lãi suất vay ưu đãi, hoặc là những cái về cái tiêu chuẩn để lựa chọn các cái doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường kinh doanh, năm 2024, Chính phủ đã quyết định ban hành riêng lại Nghị quyết số 02. Sự quay trở lại của nghị quyết này có thể coi như là một sự động viên với cộng đồng doanh nghiệp. Đối với cộng đồng doanh nghiệp và tạo ra một cái niềm tin cũng như là một cái động lực để mà các doanh nghiệp có tin rằng là Chính phủ vẫn đang đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, và đó cũng chính là một cái cơ hội để họ có quyết định thực hiện các hoạt động để đầu tư kinh doanh, và cũng là cái tạo ra cái áp lực để các bộ ngành và địa phương phải có sự thay đổi để mà chúng ta vì doanh nghiệp và vì những cái sự phát triển nói chung. Để thực hiện thành công những giải pháp trong nghị quyết 02 này, theo chuyên gia, cần có sự tham gia của Hiệp hội Doanh nghiệp, của cộng đồng doanh nghiệp. Bởi những ý kiến đóng góp, chia sẻ sẽ là đầu vào hữu hiệu để nhận diện được những thách thức của môi trường kinh doanh, từ đó tìm kiếm những giải pháp phù hợp. Tuy vậy, quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm của người đứng đầu các bộ ngành và địa phương. Cái vai trò của người đứng đầu luôn luôn trở thành một trong những cái yếu tố có thể tác động rất lớn đến cái thành quả của các doanh nghiệp cũng như của từng cái ngành nghề lĩnh vực và của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Và chúng tôi cho rằng ở đây cái vai trò của các bộ ngành địa phương một lần nữa cần được nâng cao trong cái giai đoạn mà chúng ta đang có những cái thay đổi quyết liệt về mặt cơ chế chính sách cũng như các cái biện pháp để mà giúp cho cộng đồng các doanh nghiệp có thể thực hiện được những cái mục tiêu đã đề ra. Năm 2024 sẽ tiếp tục là năm khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp do quá trình phục hồi kinh tế thế giới chậm, nhu cầu về hàng hóa cho sản xuất kinh doanh sẽ giảm. Trong bối cảnh đó, việc cải thiện môi trường kinh doanh được coi là một trong những yếu tố quan trọng để tăng cường thu hút vốn đầu tư vào nền kinh tế. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình có kế hoạch giải pháp đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản.
Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải hướng dẫn địa phương xây dựng các vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường. Bộ Công Thương đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản, phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, hỗ trợ nông dân, các hợp tác xã về thương mại điện tử, kỹ năng bán hàng trực tuyến, tổ chức các hoạt động festival. Các bộ ngành khác cần căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, có kế hoạch, giải pháp đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản. Thời điểm này, nhiều người dân đã bắt đầu tìm mua các loại hoa lan để chơi Tết, trong đó lan hồ điệp được nhiều người tìm mua. Theo các cơ sở kinh doanh hoa Tết, giá lan hồ điệp không tăng so với năm ngoái, dao động từ 200.000 đến 800.000 đồng một cây. Ngoài ra cũng có dòng lan VIP với giá 2 triệu đồng một cây. Năm nay, quất mini hay còn gọi là quất bonsai trồng trong các chậu và lọ có hoa văn cổ được nhiều người mua chơi Tết. Các nhà vườn đang bày bán nhiều chậu quất bonsai có giá hàng chục triệu đồng, hội tụ đủ các yếu tố như dáng đẹp, quả đẹp, có nụ hoa và nhiều lộc. Cụ thể, quất bonsai có giá từ 1 đến 20 triệu đồng một cây, tùy vào kích cỡ, hình dáng, độ độc đáo. Bảo tàng là nơi lưu giữ những tư liệu hiện vật quý, hàm chứa nhiều giá trị tiêu biểu, đặc biệt là về lịch sử văn hóa. Với sứ mệnh của mình, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn đã và đang nỗ lực gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương. Không chỉ là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, nơi đây còn trở thành điểm đến ý nghĩa đối với các tầng lớp nhân dân và du khách. Đây là lần đầu tiên các em học sinh trường tiểu học 1 thị trấn Chi Lăng được đến tham quan Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. Các em vô cùng thích thú khi được quan sát, tìm hiểu về những hiện vật được lưu giữ, trưng bày ở đây. Những hiện vật tưởng chừng như cũ kỹ, vô tri nhưng lại ẩn chứa những câu chuyện thú vị về lịch sử, văn hóa. Lần đầu tiên đến với Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn thì con cảm thấy rất là ngạc nhiên vì ở đây trưng bày rất là nhiều hiện vật quý giá lịch sử qua nhiều thời kỳ. Nó giúp mỗi hiện vật thì lại mang một ý nghĩa sinh động, giúp con hiểu thêm về văn hóa, về lịch sử của địa phương mình. Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn hiện đang lưu giữ bảo quản trên 75.000 hiện vật, trong đó có trên 2.000 hiện vật, tài liệu tiêu biểu nhất của địa phương, thể hiện những giá trị về lịch sử, văn hóa và tiến trình phát triển của Lạng Sơn qua các thời kỳ. Để phát huy các giá trị di sản văn hóa, thu hút cũng như đáp ứng tốt nhu cầu tìm hiểu tham quan của các tầng lớp nhân dân và du khách, ngoài trưng bày các tư liệu hiện vật lịch sử, Bảo tàng tỉnh còn tổ chức nhiều cuộc trưng bày lưu động, triển lãm chuyên đề để phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chúng tôi luôn tích cực trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để bổ trợ cho công việc hướng dẫn, để đón tiếp các em học sinh cũng như du khách đến tham quan bảo tàng ngày một tốt hơn. Và thông qua những cái bài thuyết minh tuyên truyền của hướng dẫn viên thì các em học sinh cũng như du khách tìm hiểu, hiểu biết rõ hơn về lịch sử văn hóa địa phương của mình và qua đó thêm yêu quê hương đất nước xứ Lạng. Đáp ứng yêu cầu đổi mới, hiện nay Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn đang hướng tới ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động bảo tàng. Ngoài ra, công tác nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung hiện vật vẫn tiếp tục được chú trọng. Chúng tôi đã tiến hành 4 đợt khảo sát và thực địa trên toàn bộ các cái diện lộ của 22 cái hệ tầng và phân vị Bắc Ma có trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Với những cái mẫu địa chất khoáng sản đã thu thập được, thì chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp cho việc trưng bày của bảo tàng và giúp cho nhân dân, người tham quan hiểu được về cái tiềm năng khoáng sản trên cái mảnh đất mà mình đang sinh sống. Chúng tôi cũng đã tiến hành thực hiện tốt cái công tác nghiên cứu bổ sung cho kho bảo tàng những cái hiện vật quý hiếm và chúng tôi thực hiện tốt cái công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa cũng như là bảo tồn các cái hoạt động lễ hội. Thì năm 2024 thì chúng tôi thực hiện xây dựng bảo tàng 3D. Đây sẽ là một cái hoạt động nổi bật để phục vụ tốt hơn cái hoạt động tham quan tìm hiểu khi mà đến với bảo tàng tỉnh. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, trưng bày, triển lãm, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn ngày càng khẳng định vị thế trong hệ thống thiết chế văn hóa ở địa phương, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, giáo dục truyền thống yêu nước, tôn vinh và quảng bá có hiệu quả
bản sắc văn hóa dân tộc. Mặc dù hiện không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, nhưng COVID-19 vẫn được đánh giá là cần được kiểm soát chặt chẽ. Tại Việt Nam, số ca mắc COVID-19 những tuần đầu tiên của năm 2024 được ghi nhận gia tăng với biến thể phổ biến là JN1, biến thể đang gây lây lan nhanh và gia tăng số ca mắc trên thế giới. Bộ Y tế cũng nhận định số ca mắc COVID-19 nói riêng và các bệnh đường hô hấp khác nói chung dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới, nhất là trong điều kiện thời tiết chuyển mùa đông xuân, cộng với hoạt động đi lại, giao thương, các sự kiện đông người diễn ra với tần suất cao hơn trong dịp Tết Nguyên đán. Điều này có thể làm gia tăng các trường hợp phải nhập viện tại các cơ sở y tế nếu không có sự phòng tránh kịp thời. Tại Quảng Ninh, COVID-19 vẫn đang được kiểm soát tốt, với các ca mắc chỉ xuất hiện lẻ tẻ, trung bình từ 5 đến 6 ca một tuần. CDC Quảng Ninh cũng khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống các dịch bệnh như thường xuyên đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, rửa tay thường xuyên và tiêm chủng đầy đủ. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 42 quy định chi tiết về quy trình làm thủ tục của hành khách đi máy bay. Theo đó, chính thức công nhận việc sử dụng tài khoản định danh điện tử và dữ liệu sinh chắc để làm thủ tục bay từ ngày 15 tháng 2. Theo đó, thay thế giấy tờ tùy thân bằng thông tin về nhân thân dạng điện tử có giá trị pháp lý tương đương theo quy định khi lên máy bay. Các giấy tờ này phải được kiểm tra đối chiếu để đảm bảo sự trùng khớp với hành khách và chuyến bay. Hành khách và hành lý phải được kiểm tra an ninh hàng không. Nhân viên làm thủ tục phải kiểm tra đối chiếu hành khách với thẻ, vé, đi máy bay và giấy tờ tùy thân hoặc dữ liệu xác thực sinh chắc học hoặc giấy tờ điện tử. Cuối năm là thời điểm lưu lượng người phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhất là các tuyến quốc lộ. Để hạn chế tối đa các vụ tai nạn và ùn tắc giao thông, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đang triển khai đồng bộ các giải pháp giúp người dân tham gia giao thông thuận tiện an toàn. Là tuyến giao thông huyết mạch của thành phố chạy qua nhiều địa bàn đi các tỉnh, thành phố lân cận. Quốc lộ 10 có lưu lượng người phương tiện tham gia giao thông đông, nhất là vào dịp cận Tết Nguyên đán. Trên tuyến hiện có nhiều nút giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông. Tại đây, trạm cảnh sát giao thông Quang Trung thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng bố trí lực lượng tập trung điều tiết, hướng dẫn giao thông, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Bên cạnh đó, tổ chức tuần tra, lập chốt kiểm tra phương tiện. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sĩ trực 100% quân số và bố trí các điểm nơi có tiềm ẩn về ùn tắc giao thông để điều phối, hướng dẫn, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt là những cái lỗi liên quan đến tai nạn giao thông nghiêm trọng như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, xe khách đón trả khách không đúng nơi quy định. Thống kê của Ban An toàn Giao thông thành phố, năm 2023 xảy ra 191 vụ tai nạn giao thông, làm 98 người chết, 136 người bị thương. Riêng 4 tuyến quốc lộ là quốc lộ 5, quốc lộ 10, quốc lộ 37 và quốc lộ 37B đã xảy ra 46 vụ tai nạn, làm 31 người chết, 25 người bị thương. Như vậy, mục tiêu giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí so với năm 2022 không đạt, bởi tai nạn giao thông tăng ở cả 3 tiêu chí. Theo đó, số vụ tăng 193%, số người chết tăng 92% và số người bị thương tăng 518%. Dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức cho người dân, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho nhân dân khi Tết đến xuân về. Thưa quý vị, theo tin từ Đài khí tượng Thủy văn Quảng Ninh, ngày hôm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Quảng Ninh. Gió đông bắc trên đất liền và khu vực ven biển cấp 2, cấp 3, vùng biển Cô Tô, đảo Trần cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 5, giật cấp 6. Toàn tỉnh có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ. Dự báo trong đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Quảng Ninh. Ngày mai, phía Bắc sẽ có bộ phận không khí lạnh mạnh tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió bắc đến đông bắc trên đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, sóng cấp 2, cấp 3, vùng biển Cô Tô, đảo Trần gió cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, sóng cấp 2, cấp 3. Toàn tỉnh có mưa, mưa nhỏ, trời rét đậm. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Chuyển động Đông Bắc sáng nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.